Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính mời Đại Đức Giảng Sư niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Kính mời Đại Đức Giảng Sư cùng quý đồng tu chúng ta an tọa. A Di Đà Phật. Trước khi phần vào phần thuyết giảng sáng nay, chỉ đạo xin giới thiệu đến tất cả quý vị đồng tu là thầy Đại Đức Thích Quang Lực, giảng sư đoàn thành phố Hồ Chí Minh và chú xứ chùa Kỳ Quang thuộc Gò Vấp. Chúng ta quan nghênh chung. Và không để mất thời gian của thầy, chúng con kính mời thầy và buổi thuyết pháp sáng nay. A Di Đà Phật.
Hôm nay thầy đến đây á, thì thầy gửi cho quý vị về một cái chủ đề mà để cho quý vị chuẩn bị cho quý vị sau này trên Phúc Lâm Chung. Và nó là thuộc dạng là tư lương, là hành trang cho cuộc đời của quý vị. Mà chủ đề này á, thường thường á, nói phù hợp người cao tuổi, không phù hợp với dạng độ tuổi này và độ tuổi này. Để quý vị lấy cái đó làm hành trang trên bước đường tu học của quý vị được sanh an lạc và sanh vào một cảnh giới an lành. Đề tài hôm nay thầy gửi đến quý vị về đề tài là: đi hết cuộc đời ta mang theo được gì? A Di Đà Phật. Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, thường thường chúng ta thường hay gom lắm, hay gom. Nhưng mà gom để được gì khi chúng ta sau này lâm chung? Và chúng ta đi hết cuộc đời, từ sinh, từ già, từ bệnh và từ chết, thì chúng ta có mang theo được cái đó hay không? Thầy không bác bỏ về vấn đề quý vị là không gom. Tất nhiên trên cuộc sống, cuộc đời sinh nhai của quý vị á, là làm ăn á, thì quý vị vẫn cần cái phương tiện để quý vị đi lại, đúng không? Vẫn cần căn nhà để quý vị sinh sống, vẫn cần chiếc xe để quý vị đi lại, cho dù đó là quý thầy vẫn cần những thứ đó. Nhưng mà chúng ta đừng có vì những thứ đó mà chúng ta tự làm đi mất đi cái giá trị cuộc sống của một con người. Thì đó là một người trí trên bước đường học Phật. Đi hết cuộc đời ta mang theo được gì? Quý vị thấy từ lúc quý vị sanh ra tới giờ đến khi quý vị chết đi, quý vị không mang theo được gì hết. Tại vì sao? Người ta nói rằng khi chết á, là cái hột nút á, là còn thắt, còn bỏ đi. Thì quý vị thử nghĩ, trên cuộc đời này quý vị chết đi, quý vị có mang theo được gì hay không? Ở đây nói không phải nói đạo Phật là bi quan và yếm thế, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cho tư lương cho mình. Sau khi mình chết đi hoặc là đi hết cuộc đời này, mình không mang theo được gì, thì mình vẫn biết chuẩn bị cho mình những cái gì để chúng ta có phước trong đời sau. Đó là một người biết tu học. Quý vị thấy ra ngoài xã hội, cuộc đời này đầy dẫy sự tranh chấp và sự hơn thua, đố kỵ và hờn ghen. Cũng là gì? Tài sản và tiền bạc, con cái cũng không tha nhau. Nhưng mà cuối cùng đi hết cuộc đời này, những thứ đó không mang theo ta, không mang theo được cho ta, không đi hết cuộc đời với ta được. Nên một cái người học Phật biết tu thì người đó phải biết là kiểu như làm cái gì để mở đời sau. Tích thơ chỉ vì tử tôn, tử tôn vị tắc năng độc. Tích kim chỉ vì tử tôn vị tắc năng thủ. Tích âm đức tuy u minh minh, dĩ khả chi khế. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Nho không hiểu đâu. Tích thơ chỉ vì tử tôn là tích sách vở để lại cho con cháu không học được. Tích kim chỉ vì tử tôn là để tiền vàng bạc lại cho con cháu không xài được. Tích âm đức ti u minh minh là nó mờ mờ mịt mịt nhưng con cháu vẫn xài được. Vậy thì trên cuộc đời này những thứ ta gom góp lại, tài sản tiền bạc không mang theo được cho ta, nên đi hết cuộc đời này ta không mang theo được thứ đó. Thứ nhất là chúng ta gì? Tài sản. Con người của chúng ta gì? Dướng vào danh vọng lắm. Thầy, quý vị thường thường thầy nói với lại Phật tử dạng độ tuổi trẻ này nè, mà độ tuổi cỡ này mà kiểu như là nếu giả dụ làm giàu được thì cứ làm giàu. Như các bạn trẻ nhỏ cỡ này nè, làm giàu được thì cứ làm giàu. Tại vì cái này Đức Phật khuyên phải làm giàu.
Nhưng làm giàu cái việc đó trên việc chính đáng mới là cái hay. Đừng cái gì mà cái vị làm giàu mà buôn bán là kiểu như là xì ke ma túy hay là buôn bán heroin gì đó để làm giàu là không được. Hoặc là hại gia đình người ta để làm giàu cho bản thân mình là không được. Nhưng tài sản đó đối với tuổi trẻ phải phát triển. Còn các bác lớn tuổi rồi, chắc cũng là gần 60 hết rồi, thì thôi chùng bước lại một tí xíu, sống chậm lại một tí xíu tốt hơn. Vậy thì tài sản của chúng ta đi hết cuộc đời này ta có mang theo được hay không? Ông trưởng giả có 4 bà vợ, nhưng mà cuối cùng ổng chết đi thì ổng cũng đâu mang theo được tài sản. Và vợ con của ổng thì cũng đâu có đi theo được ổng. Đó là trong câu chuyện chuyện cổ Phật giáo. Đó là thân quyến của chúng ta. Vậy thì tài sản của chúng ta gom hết cuộc đời này đi cho nữa, chúng ta cũng không mang theo được nó. Không mang theo được. Bây giờ thầy, quý vị sống ở ngoài, chưa chắc những người giàu mà người ta hạnh phúc. Quan trọng là người ta biết sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào mới là hạnh phúc. Tại vì đồng tiền đó đâu có tội, phải không? Ai nói đồng tiền tội, giơ tay lên. Tội đem vô chùa cúng dường hết đi, dám không mới lạ. Đồng tiền không có tội, nhưng quan trọng chúng ta sử dụng đồng tiền đó mục đích như thế nào nó gây ra tội và nó gây ra phước. Vậy thì nếu giả dụ ta chết đi mà ta mang theo những thứ đó mà do cái bàn tay tội lỗi của chúng ta thì quả lắm. Tài sản của chúng ta đi hết cuộc đời này, tài sản của chúng ta không mang theo được đâu. Nên thôi có nhiều vô chùa Bửu Liên cúng hết đi. Nói thôi thầy ơi, mộ Phật hên xui, con gì còn, con còn con cháu của chúng con nữa. Thế thì chúng ta biết, tại vì tạo phước của chúng ta là chúng ta chỉ có chia sẻ thôi. Mình có 3 đồng, mình chia sẻ trong Tam Bảo chỉ có 1 đồng. Mình có 10 đồng, mình chỉ có cúng dường được 3 đồng, còn 7 đồng mình lo cho gia đình hết rồi. Đúng không? Vậy là chia sẻ. Chứ đâu có ai nói là thuộc dạng là thuộc cúng dường hết đâu. Cúng dường hết rồi sau này ra đường ngủ ngoài bụi, đúng không? Vậy thì đi hết cuộc đời này, tài sản của chúng ta không mang theo được đâu. Thầy có đọc trong một câu chuyện. Câu chuyện này á là có một đứa bé tên là Diana, câu chuyện này của Pháp. Thì một hôm đứa bé này gặp một cái người đang ngủ trên gầm cầu á. Đứa bé thấy đứa người này rất là nghèo khổ, là gia sản của người này á, ngủ gầm cầu mà chỉ có được cái gì, 1 đồng và một cái bát đựng thức ăn và một đôi đũa cùng một cái muỗng. Đứa bé này chạy về hỏi mẹ là: thưa mẹ, tại sao một người đó chết đi không mang theo được gì? Người mẹ mới nói câu như thế này: trên cuộc đời này những thứ mà giàu sang, quyền quý, địa vị, danh vọng, chết đi không mang theo được gì đâu con ạ. Chỉ có tay, 2 bàn tay trắng thôi. Vậy thì đứa bé dạy cho chúng ta cái bài học gì? Để chúng ta thức tỉnh về mặt những cái tài sản của chúng ta, nó chỉ là nhu cầu chứ không phải là để hưởng thụ. Nó chỉ là nhu cầu. Nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói một câu như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, của ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Hay không? Phật nói vậy đó, chứ không phải ông thầy Quang Lực nói. Ông thầy Quang Lực không nói được vậy. Con đâu tài sản đâu, sanh ra đó rồi sao? Vô thường cướp mắt, chết. Con đâu tài sản đâu, người ngu sanh ưu não, là chỉ cho người vô minh, người si mê. Trong đó có tôi, có thầy.
Thầy nói chỉ nói thầy chứ không nói quý vị. Chỗ này thầy không nói quý vị đâu, nói thầy chắc cú. Nói quý vị không, quý vị nói trời ông thầy này làm như ông giỏi gì, ông chửi tôi là ngu si. Mà Phật nói người ngu sanh ưu não, của ta còn không có, vô thường cướp hết. Tài sản là của nắm nhà, nước trôi lửa đốt, giặc cướp xung công, vợ con phá sản. Người ngu sanh ưu não, của ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, không có gì hết. Vậy thì những thứ chúng ta gom góp trên tài sản, chúng ta đi hết cuộc đời này, ta nhắm mắt lại thử hỏi không mang theo được gì. Có một ông vua, ông khi ông chết, ông nói với một người cận thần của ông là sau khi tôi chết, sau khi ta chết đi là sao? Phải kêu một người nào lương y thật giỏi để chữa cho ta. Và sau khi ta chết đi là sao? Là phải nắm, khi lau chùi cơ thể ta là phải nắm chặt hai cái bàn tay lại, hai lòng bàn tay phải nắm lại hết. Và khi liệm ta vô một cái hòm là phải dưới hòm phải đục hai cái lỗ, thò hai bàn tay ra và xòe hai bàn tay ra. Quý vị thấy kỳ không? Vị mấy vị thần ngạc nhiên, nó tại sao mà kiểu như Đức Vua đưa ra cái chuyện lạ đời vậy? Khi chết rồi là kiểu như thế, bác sĩ giỏi vô, lương y giỏi để cứu thật sự. Ông vua ông dạy cho cái thế này như thế nào? Trên cuộc đời này vô thường đến, không có bác sĩ nào cứu cho được mình hết. Ông dạy cho cẩn thận vậy, không có bác sĩ nào chữa được hết. Thứ hai nữa là khi mà chết đi mà nắm liệm lau chùi cơ thể của ổng mà nắm chặt cái bàn tay lại, là ổng dạy cho con người là cái gì? Những gì ta gom góp trên bàn tay của chúng ta, ta gom lại cuối cùng cũng không được gì. Và khi chết đi á, là phải liệm vô, là phải xòe năm ngón tay ra, là nói rằng những gì ta gom góp lại á, là kiểu như là như hai bàn tay trắng, buông ra cũng là hai trắng hai tay thôi, cũng không mang theo được. Vậy thì ông vua cũng dạy cho chúng ta đó, để ý coi ta nắm hai bàn tay lại. Thường thường ta nắm tiền và tài sản, có không? Nắm tiền và tài sản xong đó nắm cho hết cuộc đời, chết đi rồi sao? Buông hai lòng bàn tay ra cũng như không. Thầy đố với quý vị nha, tại sao mà người nam chết đi cái hòm lại chôn á, là khiêng á, là nhẹ hơn người nữ? Ai biết không? Tại sao người nam chết đi á, cái hòm mà kiểu như khiêng nhẹ hơn người nữ, mà người nữ chết đi á, là cái hòm khiêng nặng hơn người nam? Biết tại sao không? Không ai biết, chỉ có thầy biết. Tại vì người nữ lúc sống mua đồ nhiều hơn người nam, khi chết bỏ vô cái đồ hòm nhiều hơn, bỏ đồ vô hòm nhiều hơn. Đúng không? Phải không? Người nữ lúc sống đi mua đồ nhiều hơn phải không? Người nam đúng không? Nhưng mà khi chết mà bỏ vô là đồ nó nhiều hơn người nam đúng không? Khi nó nặng hơn. Chỉ có vậy thôi. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta tranh giành hơn thua thành bại để được chi? Ghen ghét hơn thua để được gì? Rồi sẽ có ngày buông tất cả, vô thường chợt đến, phải ra đi thôi. Phải ra đi. Bây giờ chúng ta nè, biết rằng cuộc đời khi chúng ta ra đi không mang theo được gì. Hôm nay quý vị biết tu là quý vị tốt. Tại quý vị mang theo cái đó đó. Quý vị mang theo cái đó thì quý vị biết tu. Bây giờ quý vị thấy con cái của quý vị, trên cuộc đời nào vợ chồng cỡ nào, có thương cỡ nào, gia đình có thương cỡ nào, con cái cũng thương cỡ nào đi nữa, không đi theo đâu. Thương cỡ nào đó cũng là chỉ có Đức Phật thôi. Thương cỡ nào cũng biết quay về nương tựa Tam Bảo, chỉ có Tam Bảo mới giúp được quý vị thôi, chứ con cái khi chết đi không mang theo đi theo đâu. Người thân của chúng ta có khi nào là kiểu như nó
anh ơi, anh chết rồi, em đi với anh không? Không. Coi chừng á, là người nam chết đi, là người nữ có khoảng 3-4 năm sau là lập gia đình mới á. Đâu theo điều của mình. Vậy thì chúng ta làm gì? Mình biết rằng á, người thân của chúng ta khi chết đi không thì theo chúng ta được, thì chúng ta phải biết nương vào giá trị của Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Nương vào Pháp Phật để chúng ta, và Phật để chúng ta tu. Mấy cái này chúng ta mới đi theo được chúng ta nè. Tại đó là một cái phước của chúng ta. Khi chết đi chúng ta không mang theo được. Ta chỉ mang theo được gì? Cuộc đời của ta đi hết, ta chỉ mang theo gì? Phước. Phước đúng không? Hay là tôn qua mất ngủ quá giờ ngáp. Trên cuộc đời này chúng ta chết đi, đi hết cuộc đời này chúng ta làm gì? Mang theo phước. Có phước mang theo không? Bây giờ bộ đồ này có bỏ không? Nhưng mà phước có mang đi theo chúng ta không? Có, và nghiệp. Bây giờ thầy nói là phước trước. Khi chúng ta chết đi, đi hết cuộc đời này có là gì? Phước mang theo chúng ta. Mà cái phước này nghe, không ai lấy được đâu nghe. Tại vì sao? Cho dù chúng ta san sẻ phước cho người ta, phước của chúng ta vẫn còn. Nó giống như là gì? Bây giờ ví dụ nghe, thầy lấy ví dụ là quý vị để một cái ngọn đèn. Mà khi ngọn đèn đó quý vị mồi cái ngọn đèn qua người khác, cho người khác phát sáng cái ngọn đèn đó, thì ngọn đèn của quý vị có tắt không? Không tắt đúng không? Vậy thì cái phước của chúng ta san sẻ cho người khác, cái phước của chúng ta mất không? Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu cho anh chàng vỗ tay đi. Vậy thì trong cuộc đời này, những thứ phước báo là nó mang theo với chúng ta, nó sẽ đi với chúng ta. Đời người sanh ra chỉ sống một lần thôi, mai này ra đi giữ trong tay được gì? Bạc vàng lợi danh có đi rồi lại mất, ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau. Hết. Đời người sinh ra chỉ sống một lần thôi. Có ai sinh ra sống hai lần không? Chúng ta có thể đi hai, trên cuộc đời chúng ta có thể đi là hai chuyến xe trong một cuộc đời, đúng không? Có người á thì thiếu phước á thì một cuộc đời đi ba chiếc xe. Ba chuyến xe. Thứ nhất là gì? Ai cũng biết hết á. Cái đó ai cũng biết hết. Nhưng mà mô Phật thì nó hên xui thôi. Phật Pháp thì hên xui. Nhưng mà xe hoa chúng ta biết. Mỗi con người cuộc đời của chúng ta chỉ có xe hoa chúng ta đi một lần. Rồi xe gì nữa? Xe gì? Xe mà quý vị nằm vô đó là người nằm á, là không có biết, mà người biết là không dám nằm. Là xe tan đúng không? Nhưng mà có một người nằm trên chiếc xe đó, có người chúng ta đi sẽ là ba chiếc xe. Đó là gì? Nhiều khi bệnh quá chở đi trên bệnh viện đó. Là xe cứu thương. Vậy thì đời người sinh ra chỉ sống một lần thôi, mai này ra đi giữ trong tay được gì? Không được gì hết. Bạc vàng lợi danh có đi rồi lại mất. Bạc vàng tiền bạc có là mất. Ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau. Câu này mà nói thiệt chứ mấy cô mà thuộc dạng còn trẻ trẻ nghe câu này chết liền. Mấy cô mà còn trẻ trẻ mà nghe nó trời ơi. Sao ta? Cái gì? Anh mà kiểu như là hôm nay kiểu như là anh mà không gặp em là kiểu như là một ngày tưởng như là 24 tiếng hồ. Giống như một ngày mà tưởng như một năm.
Mấy cô nghe câu này nó biết là nói xạo nhưng vẫn thích nghe. Ngày đến chừng khi cưới về, trời ơi, tôi biết vậy tôi lấy ông về chứ cho mệt, tôi biết vậy tôi đi tu cha rồi. Ngày còn bên nhau xin đừng gian vô nhau, cưới về thì nó thấy ra hết rồi. Ở đây thầy không nói rằng vấn đề là kiểu như là không cưới. Bây giờ chúng ta đi hết cuộc đời này ta mang theo được gì nè? Thầy hỏi nghe, tháng 7 có cúng cô hồn không? Có không? Có không? Mấy cô có cúng cô hồn không? Có không? Giờ không có đúng không? Tốt đó. Đừng quan điểm là đạo Phật là đạo cô hồn tháng 7. Vô chùa hỏi gì? Hôm nay đi đâu vậy? Tao đi vô giật cô hồn. Nghe đạo Phật nghe nó trời, tàn đạo Phật là tàn đạo cô hồn không? Đạo Phật tháng 7 không phải là đạo của cô hồn, mà nó là cách báo hiếu. Mà thời hồi xưa cội nguồn của chúng ta đó, không, cái Vu Lan người ta không có biết đó, nhiều đó. Hồi xưa cái Vu Lan của chúng ta đó là gì? Là thờ ông bà tổ tiên. Coi ông bà tổ tiên đó là cái Vu Lan, là đạo hiếu của con người. Vì trước thế kỷ thứ 3 là cội nguồn của chúng ta coi tổ tiên ông bà là Vu Lan. Sau này Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, nhờ các thầy truyền đạo, người ta mới là Vu Lan là cái này là báo hiếu, là phải hướng dẫn cha mẹ vào tu đạo và biết quy tam bảo, sau này mới có cái đó. Chứ trước đó là cái như cội nguồn, có cội nguồn không. Giờ vô chùa kêu là cái như là cúng có hồn. Mình biết rằng những thứ đó đi hết cuộc đời không mang theo được, là tại sao cúng giấy tờ vàng mã làm gì, xuống có xài đâu. Có xài đâu mà vẫn thích cúng. Nó giống như là nó một cái bệnh tâm lý của con người vậy đó. Tức là không cúng á, tự nhiên ta thấy nó không chịu được, đúng không? Nó bức rứt, nó khó chịu, nó thấy nó thiếu thiếu gì. Thật sự không có thiếu gì hết. Đó là tâm lý của con người chúng ta bị vậy thôi. Rồi giờ nó là ở trên cuộc đời này chúng ta cảm thấy thiếu phước rồi nè, mà chúng ta đã không xài được cái đồng tiền đó, huống chi chết được cúng giấy tờ vàng mã đi hết cuộc đời này ta có xài đâu. Nhà lầu xe hơi đốt xuống đâu có xài gì được đâu, chỉ là gây ô nhiễm thôi. Đó là gì? Phước. Mà phước thì đi hết cuộc đời này ta mang theo được, nó là hành trang cuộc sống của mỗi chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta nè, thầy có đọc trong một câu chuyện. Câu chuyện này đó là Mạc Lợi Phu Nhân thời Đức Phật. Mạc Lợi Phu Nhân á là vợ của vua Ba Tư Nặc, chỉ vì thành Cô Sa La. Mà vua Ba Tư Nặc này á là cái thành, mà thành Cô Sa La này á nó gần giáp ranh á, cạnh thành Ca Tỳ La Vệ Thành của Đức Phật thời đó. Mà Mạc Lợi Phu Nhân này á rất là yên thâm Phật học. Một hôm á là Đức Phật đi ngang qua, tại vì Mạc Lợi Phu Nhân chuyên tạo phước về việc xuất bát cúng dường. Mạc Lợi Phu Nhân á là gì? Uyên thâm về Phật học. Và một hôm xuất bát á thì gặp Đức Phật và tăng đoàn đi ngang qua. Đức Phật nhìn thấy, nói là Mạc Lợi Phu Nhân vài năm sau sẽ là một vị hoàng hậu. Quả đúng như lời Đức Phật giờ dự đoán. Thì vài năm sau á, Mạc Lợi Phu Nhân á là gì? Là một vị hoàng hậu, vợ của vua Ba Tư Nặc. Thì một hôm á, vua Ba Tư Nặc á là nói với Mạc Lợi Phu Nhân là em à. Thật sự hồi đó không có nói em à. Thầy dùng danh từ em à là dùng danh từ hiện đại. Chứ hoàng hậu nói với vua á, mà vua nói với hoàng hậu là dùng danh từ gì? Hoàng hậu không, đúng không? Hoặc là đức vua thôi. Mà thầy dùng danh từ là em à và anh thôi, tại danh từ hiện đại nó phải hợp. Thì mặc là vua Ba Tư Nặc mới nói là em à, là nói với vợ đó, là vua mà Mặc Lợi thì nói là những thứ mà anh cho em đó là của anh cho em, chứ em không có tạo ra.
Thì người vợ là nói không tin cái vấn đề này. Người vợ nói: anh à, nói ngọt lắm. Nói: anh à, không phải vậy đâu. Cái này là do em tạo ra. Do em tạo ra thôi. Thì Mạc Lợi phu nhân mới nói: do em tạo ra chứ không phải do anh. Thì vua Ba Tư Nặc không tin cái vụ này. Thì một hôm á, vua Ba Tư Nặc á mới tặng cho Mạc Lợi phu nhân rồi một chiếc nhẫn. Và tối đó là chờ đó là vợ ngủ say để gì lột chiếc nhẫn ra quăng xuống sông. Mấy hôm sau đến giờ vua Ba Tư Nặc nói với Mạc Lợi là rằng: bây giờ đó em thấy cái này nếu là do em tạo ra sao nó lại mất đi. Thì Mạc Lợi phu nhân vẫn bình tĩnh, không có gì xảy ra cả. Thì khi mà ném cái chiếc nhẫn xuống cái sông á, thì vô tình có con cá nó đớp cái chiếc nhẫn đó. Đớp cái nhẫn đó xong đến dần ấy, một hôm á, thì Mạc Lợi phu nhân mở yến tiệc để chiêu đãi cận thần. Thì đi ra ngoài mua con cá. Tới khúc này chắc quý vị hiểu tí xíu. Mua con cá về, vô tình mổ con cá ra thì thấy được chiếc nhẫn của Mạc Lợi phu nhân trong đó. Thì mọi người mới giao trả lại chiếc nhẫn cho Mạc Lợi phu nhân, do hoàng hậu tặng, do hoàng thượng tặng, do vợ chồng tặng. Vậy thì nếu giả dụ mà Mạc Lợi phu nhân mà không có phước thì chiếc nhẫn này mất không? Mất, đúng không? Nhưng mà Mạc Lợi phu nhân này có phước thì chiếc nhẫn này còn giữ không? Giữ không? Còn giữ được, tại vì do con cá nó đớp xong nó đầu trả lại, do người ta mổ ra trả lại cho hoàng hậu. Vậy thì những cái gì mà chúng ta đã thấy có phước rồi đó là không ai tranh giành được chúng ta đâu. Không giành được đâu. Nên quý vị hãy để ý đi, ở ngoài quý vị cảm thấy nếu đã là có phước, nếu là phước không phải quả, mà nếu là quả thì không tránh khỏi. Vậy thì khi chúng ta đã có phước rồi á, thì nó cái phước này nó sẽ theo chúng ta. Bây giờ thầy nói về vấn đề nghiệp. Khi đi hết cuộc đời này chúng ta có gì? Nghiệp sẽ mang theo chúng ta. Nên có, quý vị thấy có những người sanh ra là lùn, có những người sanh ra là xấu, mà có những người sanh ra là đẹp, và có những người sanh ra rất là đẹp trai giống thầy. Nó chơi vậy thôi chứ cũng là do ăn chay thôi. Với lại hay cười hoài nó vậy đó. Nó giỡn cho đỡ buồn, chứ thật đỡ buồn ngủ. Chứ thật sự á, chúng ta mang theo gì? Nghiệp của mỗi con người chúng ta. Nên Đức Phật có nói một câu này, rằng tất cả chúng sanh là nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc của tất cả mọi người chúng sanh. Vậy thì đi hết cuộc đời này chỉ có nghiệp mới mang theo chúng ta, chứ tài sản đâu mang theo chúng ta. Thầy cũng bà tám đó. Phật tử vô chùa hỏi thầy, nói xong đó thầy cũng gạ gạ thầy hỏi để cho họ kể về đời tư của họ. Lúc đầu không chịu kể, mặc cả. Sau này quá khổ bắt đầu kể. Kể không phải là thuộc dạng là họ hiểu về để cho thầy nói về Phật Pháp nha, mà thầy cũng nói để họ tư duy Phật Pháp để đúng hay không. Nhưng mà thật sự lúc đó cái tâm lý của họ đó là quá khổ, họ cần một người tâm sự. Và họ kể cho thầy nghe. Họ nói con hồi xưa là biệt thự 3-4 cái, biệt thự nhiều lắm, nhưng mà con ăn hiền rất là ở lành, ăn hiền ở lành. Nhưng mà con bị người ta lường gạt đến nỗi con phải tán gia bại sản trở về quê sinh sống. Mà con đau đớn, có nhiều khi con muốn tự tử chết. Đó xong thầy nói chứ, vậy đó hả, nhưng mà cô chưa khổ bằng người khác đâu. Cái xong đó thầy không an ủi, lúc đầu thầy an ủi tí xíu, nhưng sau này thầy nói một câu là cô chưa khổ hơn người khác đâu cô. Ủa sao thầy kỳ, con khổ, con thấy con khổ lắm mà người khác còn khổ hơn con đó. Đúng. Cái xong thầy nói rằng khi cô nhìn lên á là cô thua người ta,
Nhưng mà cô hãy để ý, cô nhìn xuống là không ai bằng cô. Tại sao? Cô hãy nhìn khi cô khổ, cô hãy nhìn người, người không có mắt. Khi cô khổ đau khổ tới, cô hãy nhìn người không có đôi chân đi. Và khi cô khổ tới, cô hãy nhìn những cái người không có gia đình để ở và không có an cư lạc nghiệp, không có nhà để ở. Cô thấy cô khổ hơn người ta không? Những người đó còn khổ. Nhưng mà những người đó đó chưa khổ bằng cái lời của Đức Phật dạy đâu. Những người không có gia cư cũng chưa khổ nữa hơn nữa. Chưa khổ nữa. Những người vô minh không có trí tuệ, người đó mới là khổ nhất. Đây là lời của Đức Phật nói. Vậy thì cổ kể cho thầy nghe vậy. Những cuộc đời của chị, của cổ là từ trẻ gom góp hết, cuối cùng dần về già mất hết. Đến chừng sau này, đến chừng nhờ nghe những giảng pháp, nhờ nghe các bài pháp của quý thầy khác mà cổ hiểu ra được vấn đề nhiều, rất là nhiều vấn đề. Cổ nói đúng là thiệt, người khác còn khổ hơn con. Vì cái tháng này con có thể làm được 3 triệu đồng nhưng người khác phải đi xin. Sau này mới hiểu được thầy không có an ủi. Cổ nói lúc đầu con đã kể chuyện cho thầy nghe nhờ tưởng thầy an ủi, nhưng mà thầy dớt con đau lòng gần chết. Giờ con mới hiểu ra, làm gì được thầy? Không làm gì được hết. Tại đó là Phật Pháp, nó thực tế là như vậy. Vậy thì chúng ta chỉ có mang theo nghiệp. Nghiệp của mỗi chúng ta có thể mang đi. Bây giờ thầy nói về vấn đề là gì? Đời sau. Đi hết cuộc đời này, chúng ta thấy đời sau của chúng ta như thế nào? Chết không phải là hết. Đúng không? Nếu chết là hết, thầy Quang Lực không đi tu. Quý vị cũng không cần nhất thiết ngồi đây, ở nhà hưởng thụ cho sướng hơn. Cần gì mà kiểu như là hàng ngày 28 vô chùa Bửu Liên để kiểu như là nghe giảng pháp, ngồi nghe ông thầy nói nhảy mệt gần chết luôn. Đã vậy còn tụng thêm thời kinh Vu Lan. Nhưng mà chúng ta biết rằng chết không phải là hết thì chúng ta mới tu. Tại vì sao? Nó chết là nó chỉ hết về cái đời này. Nhưng mà đời sau nó sẽ có một cái chuyện tái sinh. Mà tái sinh như thế nào, tốt đẹp hay không là do đời này chúng ta tạo ra. Chúng ta sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, á, tu la, vân vân, đủ thứ. Là do cái gì? Nhân tạo lúc này. Thì quả tự nhiên chiêu cảm đời sau. Bây giờ khỏi nói gì hết đời sau. Thầy nói thiệt, quý vị chỉ cần ra ngoài quý vị mỉm cười đi. Ra ngoài quý vị mỉm cười với thiên hạ, đừng có nhăn răng, khó chịu với người ta. Nghiêng cái răng không có được gì. Vậy thì cái nhân của chúng ta đã tạo ra một cái mỉm cười là vẻ đẹp. Thì đời sau, cái nhân đó đó, khỏi cần đời sau, quý vị thấy, quý vị đẹp liền. Vô chùa gặp nhân khó chịu lắm. Cái đường đây không rộng đi, đụng đường tôi đi mà đi. Xin lỗi bà, xin lỗi cái đạo tràng này, có bà không có tôi vậy. Dữ không? Vậy thì tu như vậy á, là chúng ta đã gieo một cái nhân xấu rồi. Gieo chân xấu trong chúng ta đang tu học rồi. Đường rộng thênh thang thôi, bây giờ nhường tí xíu đi, có gì sao. Chả là cái gì cả. Vậy thì bây giờ chúng ta biết rằng cái nghiệp của chúng ta và đời sau của chúng ta gây ra là biết rằng nó có phước một cái đó. Nó có một cái phước. Mà cái phước này do chúng ta tạo ra, là do chúng ta đời này chúng ta biết tạo, đời sau chúng ta hưởng. Đời sau chúng ta hưởng thôi. Bây giờ thầy nói với quý vị là tiếng thơm. Tiếng thơm của quý vị. Bây giờ chúng ta đi hết cuộc đời này, khi chúng ta chết đi, để cho người ta khóc, người ta thương tiếc. Thầy nói với là kiểu như là mấy bạn mà hơi còn trẻ trẻ tí xíu trong đạo tràng đây. Nhớ ban tặng cho ta một cái tình thương. Nhớ ban tặng cho con người một cái tình thương để làm gì? Ta tạo ra tình thương để gì? Ta có một cái gì đó. Là cái gì? Tiếng thơm cho đời sau của chúng ta. Vì ta biết rằng đi hết cuộc đời này ta không mang theo cái đó. Ta chỉ lại để lại gì?
để lại là tiếng xấu và tiếng thơm cho con người. Thì quý vị sống tiếng thơm quý vị thấy rất là khó làm, nhưng mà làm được là rất là an lạc, rất là an lạc. Tại vì sao? Thí dụ bây giờ nói rằng ví dụ đi, quý vị nhường ta 2.000, quý vị bị người ta nói rằng mày ngu quá, mày đi vô chùa nghe mấy ông thầy nhảy nhảy riết mình nhường ta 2.000, sao mày không giành lấy 2.000 đó của mày đi? Ở ngoài xã hội có quan niệm đó đúng không? Giành lấy 2.000 đi, ngu gì nhường cho người ta. Nhưng mà quý vị nhường cho người ta 2.000 đó, quý vị được gì? Tiếng thơm. Nên có một cái câu chuyện rằng có một ông thầy, ông đưa cho một học trò là gì, một tờ 20.000 và một tờ 500.000. Ông kêu các vị học trò, một vị học trò này là rất là ngu, mà những người trong trường nói rằng học trò này là rất là ngu, nhưng học trò này đưa cho học trò thì học trò chọn là một tờ 500.000 và một tờ 20.000, kêu học trò này chọn một tờ. Thì người học trò này, nếu giả dụ là người khác, người ta chọn tờ nào? 500.000, đúng không? Nhưng không, người học trò này chỉ chọn là con là gì, lấy tờ màu xanh 20.000. Thì ông thầy ông nói, ủa sao lạ như vậy, tại sao mà cái tờ 500.000 này là kiểu như con không chịu lấy, mà đi lấy là cái tờ kiểu như là 20.000. Thì người học trò mới nói câu như thế này: nếu giả dụ con lấy một tờ 500.000 này thì lần sau, 10 lần sau con sẽ không lấy nữa. Tại sao? Người ta biết con tham. Thay vì con lấy kiểu như tờ 20.000, nhưng mà 10 lần sau con có thể lấy được 200.000. Tại mỗi lần là con lấy chỉ 20.000, người ta biết rằng con không có tham, con chỉ lấy 20.000. Vậy thì người học trò khôn hay là ngu? Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, ta biết rằng tiếng thơm và con người tốt xấu sẽ mang theo chúng ta. Bây giờ những thứ đó mang theo chúng ta thì chúng ta sẽ được hưởng lợi. Đức Phật không có hưởng lợi cho chúng ta đâu. Đức Phật không có hưởng lợi gì chúng ta, Đức Phật không có lợi ích gì. Bây giờ vô chùa lạy Phật tụng kinh, Phật có lợi không? Không có lợi. Tại sao? Phật chỉ là người đó ngồi đó mỉm cười. Giờ quý vị thấy quý vị lạy Phật A-di-đà, quý vị thấy A-di-đà đứng xong A-di-đà mỉm cười chứ nói gì? Có gật đầu không? Gật là quý vị bỏ chạy rồi. Nhưng mà chúng ta lạy Phật để làm cái gì? Để biết rằng ta được cái an lạc đó, và để biết rằng cái ơn của Phật nó lớn tới cỡ đó, nó lớn vô cùng. Nếu Đức Phật không đi tu thì xã hội không có tốt đẹp, nên Đức Phật phải từ bỏ để đi tu. Nhưng mà Đức Phật từ bỏ đi tu không để phải cho chúng ta ngồi đó lạy lục và giáng sinh. Vậy thì mỗi con người của chúng ta đi tu là biết ơn của chúng ta, lạy Phật chúng ta biết rằng để đời sau chúng ta tốt đẹp, lạy Phật chúng ta diệt đi cái bản, cái tôi của chúng ta là cái bản ngã của chúng ta. Nên trong cuộc đời này, những thứ chúng ta mang đi, những thứ chúng ta dành dụm, những thứ chúng ta gom góp không mang theo được chúng ta. Nên chúng ta gì? Hôm nay chúng ta tu được một ngày an lạc. Thầy không nói rằng quý vị phải an lạc trong một ngày. Nếu ai có căn cơ cao, an lạc trong một ngày rất là tốt. Nhưng chí ít là chúng ta phải an lạc trong một giờ, hoặc là một tiếng, hoặc là một giây, một phút, hoặc là năm phút. Chứ không cần quý vị là phải, chưa cần quý vị là an lạc trong một ngày đâu. Ai an lạc được một ngày thì tốt, nhưng thật sự rất khó. Tại sao? Đạo tràng đây có khoảng 30 người, đúng không? 30 cái miệng, chỉ cần 5 người tụm vô là như cái chợ. Vậy thì làm gì nổi mà có chuyện an lạc?
Nhưng mà ta chỉ ít là hôm nay ta học pháp. Hôm nay chúng ta vô chùa tu, ta nghĩ ta an lạc chỉ dừng cần 5 phút đủ rồi. Đi về, đi ra tới ngoài cửa chùa, vô trong chùa Bửu Liên, những thứ mà kiểu như thấy nó phiền não quá, ở ngoài quá, bỏ ngoài đi chùa Bửu Liên đi. Bỏ ngoài chùa Bửu Liên đi, đừng có mang theo những cái phiền não đi vô trong chùa Bửu Liên. Còn nếu đã là phiền não thì gửi lại cho thầy Quang Lực. Vô trong chùa Bửu Liên gặp cái phiền não thì gửi lại cho thầy Quang Lực đi. Rồi thầy Quang Lực mới nói câu như thế này: nỗi buồn ai bán tôi mua, mua về tôi gửi vô chùa cầu siêu, thầy cũng trả giữ. Nỗi buồn ai bán thầy mua, mua về thầy gửi vô chùa cầu siêu. Quý vị cứ gặp phiền não, quý vị cứ gửi cho thầy, thầy sẽ cầu siêu cho quý vị. Còn không cầu an cho quý vị thôi. Nên chúng ta đi vô chùa tu một ngày an lạc là chúng ta biết rằng là những thứ danh vọng, địa vị, tiền bạc, vật chất không mang theo chúng ta thì chúng ta phải giữ lấy an lạc. Thị phi bỏ hết đi. Nếu bỏ mà kiểu như một ngày bỏ không nổi thì bỏ trong vòng một tiếng đi. Bỏ một ngày nổi không? Nổi không? Hay là mô Phật hên xui thầy ơi? Hôm giờ con ngồi đây con nói con hứa với Phật là con bỏ nghe. Nhưng mà ra chùa, khỏi chùa Bửu Liên hên xui thầy. Ở nhà vô chùa tu, về sao làm sao? Ông xã ông thấy mình ông muốn đi tu. Đó mới là Phật hóa gia đình. Còn về nhà, ở vô chùa tu, về nhà con nói chứ: má mày hôm nay đi chùa Bửu Liên tu rồi, ngày rồi đó, thôi cha với con chạy trốn đi, chạy trốn đừng gặp bả nữa. Vậy đi, vậy là xem lại cái cách của mình tu đúng hay không. Tu sao là phải mỉm cười chứ, tu sao mà nổi nóng hoài không được rồi. Vậy đi, cuộc sống của chúng ta đã biết rằng những thứ là cuộc đời này đi hết, những thứ không mang theo được chúng ta thì chúng ta phải giữ cho mình những cái an lạc. Để kết thúc bài giảng hôm nay, hết tiếng chưa? Hết tiếng chưa chú Việt? Hả? 50 phút hả? À, thì những cái câu chuyện của chúng ta, thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một vị thiền sư đó, câu chuyện là những thứ mất đi là không nên luyến tiếc. Có một vị thiền sư á, là vị cao tăng, thì vị này á là kiểu như là chuyên á, là sao, chuyên gom những thứ đồ đẹp, là đồ quý giá, trong đó có ấm trà. Thì cái ấm trà á, ổng mà nghe những cái chỗ nào bán những cái đồ ấm, vị thầy là kiểu như nghe mọi những cái là ấm trà đẹp á, là vị thầy là thuộc dạng hay đi mua lắm. Vị sư đó hay đi mua ấm trà đẹp. Thì một hôm ổng mua, vị sư đó mua được một cái ấm trà rất là đẹp và pha trà rất là ngon để mời khách. Thì vô tình đang uống trà đó, là ấm trà đó tên là Long Đầu Hổ. Cái tên ấm trà tên là Long Đầu Hổ đó kiểu như là sao, đang uống trà vô tình cái người khách làm bể cái ấm trà. Bể cái ấm trà đi. Ông thấy người tiếc là nghe ấm trà quý lắm, mọi người tới tiếc. Ông thì bình thản lắm. Xong uống trà xong, vị thầy mới nói, mọi người hỏi: ủa tại sao mà kiểu như là ấm trà rất là đẹp, rất là quý, mà tại sao bể như vậy á, không sử dụng được mà thầy, hay là kiểu như vị thầy, thầy không có gì là phiền não gì bực bội, không có bực bội. Thì vị thầy mới nói một câu rằng: thôi chuyện đã lỡ rồi, biết đâu á, bẻ cái này nhưng mà lần sau nó sẽ, biết đâu được ta mua những cái có thể hay tốt hơn, tốt hơn cái ấm trà này. Vậy thì vị sư này dạy cho chúng ta gì được? Cuộc sống những chúng ta sử dụng là sử dụng, đúng không? Nó là nhu cầu của chúng ta. Nhưng những thứ ta kiểu như là nó đã bể rồi, biết đâu là kiểu như là lần sau nó sẽ lấy lại những cái tốt đẹp hơn. Nó không có phải là gì phải luyến tiếc cả.
Còn chúng ta thì hên xui đi. Chúng ta hên xui đi. Xí dụ mà đi ra ngoài á, mà chúng ta nghe những câu nói á, là kiểu như là nghe bài giảng, trời ơi hôm nay thầy giảng về vô thường, nghe vô thường hay quá thầy ơi, con hứa là con sẽ bỏ. Đến chừng đi về, đến chừng đi ra tới ngoài đường gặp người ta, người ta lỡ lấy chiếc xe của mình à, có xong đến chừng nói câu vô thường thì vô thường vừa thôi, vô thường quá ai chịu cho nổi. Con cô Phật tử gì, con kể cho thầy nghe câu chuyện đó. Nghe ông thầy giảng về vô thường rất là hay. Thầy giảng xong đến chừng kêu chứ, về vô thường, thầy ơi hay quá, con hứa từ này con sẽ buông tất cả, con bỏ hết, con không luyến tiếc gì. Đi ra chợ gặp bà kia, đi ra mua đồ ngoài chợ, người ta lỡ lấy chiếc xe của mình, nổi nóng lên chửi quá trời, kiếm xe chửi quá trời. Gặp cái cô bạn cũ ngồi chung cái trong cái đạo tràng, ủa hôm qua nghe chị nói giảng về vô thường mà, chị nghe nói hay quá chị sẽ buông mà. Bà nói câu chứ, vô thường thì vô thường vừa thôi, vô thường quá ai mà chịu cho nổi. Cuộc đời của chúng ta nó là như vậy, vô thường vừa thôi, vô thường quá. Nói thiệt chứ giờ thầy hỏi nè, nếu giả dụ vô thường quá mà kiểu như dồn dập đó, bảo đảm quý vị không chịu nổi đâu. Tại vì sao? Chúng ta chỉ có một cái phần giác thôi, chứ chúng ta chưa ngộ tánh như Đức Phật, hay là chưa thành Phật, mà chúng ta chỉ là một phần giác ngộ. Đã là một phần giác ngộ thì chúng ta những thứ ập đến rất là nhiều, chúng ta chịu không nổi. Bây giờ lỡ mà kiểu như chết một lần ấy, trong đời ấy, mà đời này chết mà chết dồn á, thủy đồ đao đồ quả đồ gì đó mà nó dồn vô chúng ta trong một kiếp này thì ai mà chịu nổi. Biết rằng kiếp sau ta sanh ra là tốt đẹp đó, nhưng mà dồn quá chịu không được. Vậy thì để kết thúc bài nói chuyện một tiếng đồng hồ, thầy gửi về cho quý vị á, về một chủ đề là đi hết cuộc đời ta mang theo được gì, để quý vị lấy đó làm tư lương cho quý vị. Thứ nhất là tài sản ta không mang được. Thứ hai nữa là gì? Gia đình của chúng ta nó cũng không mang theo chúng ta. Thứ ba nữa, chỉ có nghiệp và phước để mang theo chúng ta. Và thứ tư chỉ có là gì? Tiếng thơm nó mang theo chúng ta. Và đời sau ta sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Cầu chúc cho quý vị nơi đây được một ngày tu đầy an lạc và hạnh phúc. Xin thành kính niệm ơn, con xin thành kính niệm ơn thầy chủ trì nơi đây là Hòa Thượng đã tạo duyên lành cho chúng con đến đây nói chuyện với quý vị Phật tử, và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị Phật tử được vô lượng an lạc kiết tường như ý. A Di Đà Phật.